Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Câu chuyện gánh nước. Có một lần, trong lúc mọi người đi vào núi sâu, thì phát hiện một vị cao tăng đang gánh nước ở trong khe núi. Điều ngạc nhiên là thùng nước mà cao tăng gánh rất vơi chứ không đầy. Đã mất công vào tận núi sâu để gánh nước, tại sao vị cao tăng không gánh thùng nước đầy ắp nhỉ? Không biết là có lý do gì đây? Cao tăng, người có thể gánh được thùng nước đầy, nhưng tại sao lại gánh ít như vậy? Xin hỏi, đây là đạo lý gì? Đạo lý của việc gánh nước vốn không nằm ở việc gánh ít hay gánh nhiều, mà nằm ở chỗ gánh đủ dùng. Cứ một mực tham nhiều, có khi còn phản tác dụng. Gánh nhiều thì đỡ cực, chứ sao lại phản tác dụng chứ? Tôi cũng chưa hiểu. Bây giờ một người thử đi gánh một thùng nước thiệt đầy từ trong khe núi ra cho ta. Nước đổ rồi, chẳng phải sẽ phải gánh lại từ đầu sao? Đòn gánh gãy rồi, có phải đoạn đường về sẽ khó khăn hơn không? Chẳng phải nước gánh được còn ít hơn hồi nãy gánh trong thùng không đầy nước đó sao? Vậy xin hỏi cao tăng, cụ thể là chúng ta phải lấy vào thùng bao nhiêu nước, làm sao có thể ước lượng được ạ? Các thí chủ xin xem qua cái thùng gánh này. Thùng có vẽ một đường viền nè. Đường viền này là giới hạn. Lúc lấy nước không được lấy cao hơn đường viền này. Nếu như vượt quá đường viền, tức là đã vượt quá năng lực và nhu cầu của bản thân. Lần thứ nhất lấy nước cần phải nhìn đường viền để lấy. Lâu dần không cần nhìn nó để lấy nữa. Dựa vào cảm giác của bản thân đã có thể biết nên lấy bao nhiêu nước là đủ. Nhưng có đường viền này, nó sẽ nhắc nhở chúng ta làm bất cứ việc gì cũng phải lượng sức mà làm, toàn tâm toàn ý hoàn thành nó. Thế đường viền thì nên vạch ở mức nào ạ? Mới bắt đầu, mục tiêu đặt ra có thể thấp một chút, bởi vì mục tiêu thấp dễ dàng thực hiện. Hơn nữa, sự dũng cảm của chúng ta cũng không sợ vì thất bại mà chịu quá nhiều tổn thương và đả kích. Như vậy sẽ hình thành nên hứng thú và nhiệt huyết càng lớn. Thời gian càng dài, từng bước một, tự nhiên sẽ gánh được nhiều hơn và những bước đi cũng vững chắc hơn. Thì ra một sự việc đơn giản đến thế mà lại có hàm ý thật sâu xa. Làm bất cứ chuyện gì, liệu có phải cứ đặt ra mục tiêu càng cao thì sẽ làm càng tốt không? Câu trả lời rõ ràng là không. Phàm là làm bất cứ chuyện gì cũng phải tuân theo trình tự sao? Đặt ra mục tiêu, tuân theo trình tự, từng bước thực hiện nó. Chỉ có như thế mới tránh được những trắc trở không đáng có và vun đắp nên nhiều sự tự tin, nhiệt huyết, mãnh liệt cho bản thân. Nếu như không tìm đúng điểm then chốt, đặt đúng mục tiêu phù hợp mà cứ một mực dốc sức làm, như thế không những không đạt hiệu quả cao mà còn phản tác dụng. Cho nên làm bất cứ chuyện gì cũng phải lượng sức mình và phải làm đến nơi đến chốn.